Xin Chúa chúc phúc cho những chiếc khăn tang này, để khi mang những chiếc khăn tang này nhờ màu trắng, chúng con nhớ được gợi nhớ đến mầu nhiệm phục sinh trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để con cái cháu chắt trong gia đình còn nhớ đến cụ trong mầu nhiệm được thông của giáo hội. Xin cho những chiếc khăn tang này cũng tăng thêm lòng trông cậy của chúng con, để chúng con biết cầu nguyện trong tâm tình cậy dựa vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Mời tất cả các em lên nhận khăn tang mẹ. Gia đình con viên lượt. Con nguyện kính gia đình con thân biệt. Gia đình con hạnh quý, gia đình con tỉnh vân, cùng các cha bác anh em trong gia đình lên nhận tang mục. Thank you.
Ngài là cha thương xót và là Chúa mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng ta trong mọi nỗi gian nan, để chúng ta cũng an ủi những ai buồn phiền như Ngài đã an ủi chúng ta. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tỏ lòng thương xót với thơ với Chúa là bà cụ Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này. Xin đón nhận linh hồn này và đoàn thể các thánh Chúa trong vương quốc ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Chúa ơi cùng anh chị em. Và ơi cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Phúc cho những ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Các con hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Đều do Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta lúc này hay lúc khác trong cuộc đời, để dạy dỗ chúng ta, để rèn giũa chúng ta, giúp cho chúng ta vững bước trên con đường về với Ngài, về quê hương đích thực. Bà, mẹ, bà cố, bà cụ của gia đình mình, nhưng trong đức tin chúng ta biết bà về với Thiên Chúa, để ở cạnh Thiên Chúa và tiếp tục tìm cầu cho con cái cháu chắc. Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, họ hàng, ba đô chúng con, họ vào hưởng sự sung mãn của ơn Chúa cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng ta chỉ đến đi xa thể hiện lưới đất cũng như bây giờ. Lạy Chúa, mắt chúng con hướng nhìn lên Chúa trong chiến đêm phút gương mặt thân yêu này quất đi. Xin Chúa cho bà Maria được thấy mặt Chúa và cho chúng con được tin chắc rằng một ngày kia chúng con sẽ gặp lại bà sống gần bên Chúa đêm muôn thuở muôn đời. Amen. Tôi xin được thay mặt cho toàn thể gia đình giáo xứ Hòa Ninh chân thành phấn ưu với gia đình bày tỏ sự hiệp thông trong lời cầu nguyện và trong đức tin Kitô giáo. Về mặt phạm nhân thì chúng ta thấy sự bà ra đi là một sự nuối tiếc cho con cái cháu chắc, vì không còn con nơi để mà mình nương tựa nhìn vào như một điểm chung để nối tiếp lại gia đình con cái cháu chắc. Nhưng trong đức tin Kitô giáo như chúng ta vừa chia sẻ với nhau, chúng ta biết bà về với Chúa để ở bên cạnh Chúa và có thể chuyển cầu cho con cái cháu chắc ở thế gian này bằng một lời cầu của một người tin chắc và một Thiên Chúa là Cha, một người biết rõ Thiên Chúa là Cha yêu thương mình và yêu thương những người họ gây thương thế. Trong tâm tình đó, chúng ta nguyện xin Chúa qua lời cầu nguyện mẹ Maria là bổn mạng của bà ở thế gian này, xin mẹ dẫn đưa bà vào thời gian đến Chúa cũng như khi ở trần gian bà mẹ đã luôn luôn dẫn dắt bà. Quay đầu.
đông sang những ngày băng giá tuyết rơi, lời mẹ hiền như giọt nắng muôn đời. Nếu gặp ngày dài giông tố triền đời, con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình mẹ ở mãi tim con. Đêm nay đường xa đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi, quê hương ở tận phương trời. Lời nào thương nhớ trong nguôi, những lời nồng nàn trong nỗi sẽ theo con đến cuối đời. Ơn mẹ ngàn kiếp chờ đêm dài triền miên đêm tối. Dù dòng đời trăm ngàn thay đổi, lời yêu thương chở che của mẹ vẫn ngàn đời ở mãi tim con. Hãy nghe lời con yên tâm, thương mến ấm ô con ngày đêm. Lời Chúa theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và công ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc cải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Lạy Chúa, Chúa là lạy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Maria. Xin Chúa cho linh hồn Maria được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được thập toàn cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán: Kẻ nào tấn một chén nước là cho kẻ bé mọn nhất của ta đây, là như đã làm cho chính ta. Xin Chúa trả công bội hậu cho những vị ân nhân vì danh Chúa đã giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức mà họ đã làm khi ở đời này được Chúa thanh tẩy và trở nên lời ca khen vinh danh quang Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thank you.
xin Chúa tha tội đời. Nước mắt ăn năn cho kiếp thân phận người, nước mắt đong đầy xin tha đời tội lỗi, nước mắt u buồn xin quay về sám hối, nước mắt van xin tha thứ bao lỗi lầm, nước mắt rưng rưng day dứt con âm thầm, nước mắt đau buồn cho bao lần yêu đuối, nước mắt chơi vơi xin dâng ngài khôn nguôi. Tìm về bên Chúa là nguồn suối yêu thương, cầu ngài ban ơn và tẩy lỗi tơ vương, gục đầu hối lỗi rưng rưng lệ trên má. Ngài nhận con đi nay con về bên cha. Ánh mắt trong đêm vươn tới cha hiền hòa, ánh mắt ăn năn cho ướt mi lệ nhòa, ánh mắt u buồn khi xa tình yêu Chúa, ánh mắt nhạt nhòa trung trinh lời đoan hứa, ánh mắt ban mai bên Chúa vui cuộc đời, ánh mắt reo vui tim hát vang tình trời, ánh mắt ân tình tay con cầm tay Chúa, ánh mắt an vui ôm chân người yêu xưa. Tìm về bên Chúa là nguồn suối yêu thương, cầu ngài ban ơn và tẩy lỗi tơ vương, gục đầu hối lỗi rưng rưng lệ trên má. Ngài nhận con đi nay con về bên Cha. Xin Chúa thương cho bà được mang lời thánh nhân Chúa. Xin cầu bạn cùng đọc kinh. Chúng con đồng phước.
thì cứ thưa quý vị đã đến thắp hương dâng lời cầu nguyện để an ủi tiến đưa linh hồn Maria mẹ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình chúng con cúi đầu vái tạ. Sau cùng xin mời quý vị đang cầm trà uống nước. Cháu có gửi lời để chia buồn. Và trước hết thì xin được dâng hoa, dâng hương, dâng hoa và dâng hương trước khi cầu nguyện. Hôm nay tất cả gia đình chúng tôi gồm gia đình ông Đỗ Thanh Bính là thông gia của cụ cố, gia đình hai bác Thỉnh, gia đình ông bà Lý, gia đình ông bà Kết, và chúng tôi cũng xin thay mặt cho gia đình cháu Hiệu ngoài quê Phú Hào do đường xá xa xôi cho nên không thể hiện diện. Thưa tăng quyến, trong tình hiệp thông của những người thân thuộc và hơn nữa của những người anh chị em con một cha trên trời, sự luyến tiếc với tăng quyến trước sự vắng mặt của người thân đã ra đi và cùng hiệp ý với gia đình tang quyến, chúng tôi xin cầu nguyện cùng Thiên Chúa Toàn Năng ban cho linh hồn và cụ cố Maria sớm đạt tới hạnh phúc vĩnh viễn nơi thiên quốc. Để tiếp tục chương trình dâng hương dâng lời cầu nguyện cho cụ bà Maria, ban tổ chức xin mời đoàn vào đi. Xin mời vào đi ạ.
Rồi xin toàn đưa hoa vào đi ạ, mang hoa vào đặt đi ạ. Bà Maria của chúng tôi, trong lúc tâm đa mới đối, gia đình chúng tôi không tránh khỏi những điều tiêu xót. Gia đình chúng tôi đồng bái tạ. Đặt tin cụ Maria đã nhắm mắt ra đi về với Chúa. Vẫn biết rằng sinh phải có tử, xong cụ đã một thời gian ốm rất là lâu dài, sau đó cụ đã nhắm mắt ra đi. Chúng tôi anh em bên ngoài của chú gì hơn, đứng trước linh cứu của cụ chúng tôi cũng không biết nói gì, và đến cụ với gia đình để chia sẻ và dâng lời cầu nguyện. Tôi vô cùng cảm tạ anh em bên ngoài cầu chú Đình Hân Điền đã vào dân hương dâng lời cầu nguyện cho cụ bà Maria của chúng tôi. Nguyện trên thiên chúa trả công bội hậu cho quý vị. Trong lúc tăng gia chúng tôi không tránh khỏi những điều tiêu xót, gia đình chúng tôi đồng bái tạ trong cuộc sống. Trong ngày tháng biết bao kỷ niệm
trở thành quá khứ, trở thành hư vô. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui. Trăm năm như cánh vạc bay, có ai mong chờ? Hẹn người mai sau trên cõi trường sinh, tình yêu đổi mới ngát hương dịu vời, chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn đơn côi. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gian thế. Đặc biệt là chị Hiền và chị Tính trong nhớ hiệp hội và trong cái đoàn hiệp hội của giáo xứ và nên chúng con được tin Chúa ở tòa cúng Maria về với Chúa. Hôm nay giữa hiệp hội và các đoàn hiệp hội giáo xứ chúng con đến đây để chia buồn với gia đình Tam Quyến. Dẫu là phận người đứng trước cái chết của người thân ta đi, thì chúng ta ai cũng nghẹn ngào thương tiếc. Nhưng với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, với tuổi đời 85 tuổi sống trên trần gian và thời gian Chúa đã cho bà nghỉ ngơi, có thời gian để chuẩn bị tâm hồn để về với Chúa, thì con tin chắc rằng Chúa sẽ thử cơ hội hậu. Nhưng với phần hèn mộng dần yếu đuối của con người, không thể tránh khỏi những lỗi lầm. Giờ đây xin mời gia đình Tam Quyến cùng với chúng con dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, để xin Chúa tha bớt hình phạt và sớm về lên đường Maria gửi em thánh Chúa. Nhân dân cha và con và thánh là ta đang yên. Con cũng
tạng. Trong lúc các đoàn thể chúng tôi dâng lời cầu nguyện xong, thì những cá nhân chúng ta vẫn có thể vào Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Gọi về đây là một sự mất mát và đau thương đối với Thang Tuyến. Xong anh em ngồi bàn chúng con tụ họp về đây trước hết thành thật chia buồn cùng Thang Tuyến, cùng hiệp ý với chúng con để làm giờ cầu nguyện này. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm cho linh hồn Maria. Lạy danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa cộng đoàn cùng gia đình Thang Tuyến,
nhận được tin bà Maria đã được Chúa gọi về, chúng tôi hội đồng giáo xứ xin được chia buồn với đại gia đình Tăng Quyến. Khi còn sống ở trần gian, linh hồn Maria còn những gì thiếu sót, nguyện xin Thiên Chúa hãy tha thứ lỗi lầm cho linh hồn Maria, và xin Chúa hãy đón nhận linh hồn Maria về hưởng thanh nhan Chúa. Vậy giờ đây chúng tôi kính mời cộng đoàn cùng gia đình Tăng Quyến hợp ý dâng lời cầu nguyện cùng với chúng tôi. Nên lên Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con xin hết lòng cảm tạ người thân của chúng con đau bệnh và quý vị cũng đã đến để cùng thăm hỏi đồng viên những lời kinh tiếng hát và xin Chúa và trả công bồi hậu cho toàn thể quý vị. Được tin bà Maria đã về với Chúa, chúng tôi vô cùng xúc động khi nghĩ đến chỗ trống mà người ra đi để lại cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi thương tiếc người quá cố và thương cảm với nỗi buồn phiền của gia đình. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng quý vị và đồng thời xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria thân yêu. Xin Chúa sốt sắng hợp ý dâng lời cầu nguyện với giới gia trưởng và ca đoàn gia trưởng chúng tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giới gia trưởng và các đoàn gia trưởng giáo xứ Hòa Linh đã đến dâng hương dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria thân yêu của chúng tôi. Trong lúc tăng gia bối rối, ban trợ tá sẽ đây cho hết để chia buồn
cùng với đại gia đình, và cũng để các lời cầu nguyện xin Chúa giờ lòng xót thương, xin sớm đưa cụ Maria về nhang thấy Chúa. Từ đây xin cộng đoàn hiệp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Nên anh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Để trở về cùng Chúa, Chúa ơi, con nay trở về, lòng sầu thấu mỗi con nuôi, muôn khóc cho một niềm tin đã chốt bao phen ngàn nhân bước chân hoàng ngàn hay bên yêu thương tình đậm trước hết đến chia buồn cùng với gia đình Cao Quyến và xin dâng những lời cầu nguyện quý xin Chúa sớm đón nhận linh hồn bà về với Chúa. Vậy bây giờ chúng con mời cộng đoàn cùng với bốn giáo họ chúng con dâng lời cầu nguyện. Thiên ơi Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân tràn chứa, trao dồi cho đấng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa mọi lần quay nghe lời con thiết tha. Chúng tôi xin thay mặt cho gia đình Phật Đản giáo xứ Hoàng Linh và ban đọc sách giáo xứ Hoàng Linh về sự ra đi của bà Maria khi còn sống. Bà là mẫu gương trong việc chăm sóc đời sống gia đình, đã đồng hành với chúng tôi trong việc
công cuộc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, thực thi nhiệm vụ tông đồ giáo dân để mở rộng nước trái tim Chúa. Giờ đây bà Maria đã hoàn tất nhiệm vụ trần thế, tuân theo thánh ý Chúa về nhà Chúa trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục lời cầu nguyện. Xin Chúa đón nhận linh hồn Maria và ban cho linh hồn Maria sống được hưởng hạnh phúc đời đời. Xin đây Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bằng ân sủng của những màu nhiệm thánh được cử hành nơi các bí tích và được hiệp thông với nhau trong cùng một thánh thần, dù sống dù chết, chúng ta luôn ở trong tình thương vô biên của Thiên Chúa Cha, Đấng đã dùng cái chết của người con chí ái để giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Nhân đây Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Và xin gia đình cùng nhật ký cầu nguyện với chúng tôi. Nhân đây Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Maria vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa. Chúng ta hãy hướng lên Thiên Chúa và xin cho linh hồn Maria được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại bà Maria trong nhà Cha muôn thuở. Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữ cơn thử thách này, khi chúng con nhớ mãi hình ảnh của bà Maria và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà Cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa những kẻ nạn dân nước Chúa trời, đến ngày hãy trông cậy người cho biết, vì người đất nhân này hãy thương vô cùng, sẽ thay mọi tội lỗi kẻ nạn dân người thay thay. Này Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi.
cho cõi tù ngục mà được nghỉ yên an. Này ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng chơi thạch xin thì bay sẽ trở. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi ra đến tôi. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu ban cho linh hồn ông và cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho nhân gian. Lạy mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn gắn vương trên con đường. Ơi mẹ thật nhân từ, mẹ quên sao đường hôm đứng âu sầu lặng yên. Là mẹ chúng con hết xin đến quyền. Lạy mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin ban những nỗi u buồn vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và sàn nan gai góc vương trên con đường. Chúng con trong cõi đất thánh đức mẹ Chúa Trời xin Chúa che chở bảo vệ chúng con nguyện trong cơn gian nan khi hô thức đức nữ đồng tình hiện tinh sáng nắng để chở chúng nữ vương ban sự bằng an. Nữ vương ban sự bằng an. Nữ vương ban sự bằng an. Thank you.
thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Trông cậy vào Chúa, Ngài cho con vui trên dương gian. Rồi hôm nay đưa con ra đi qua miền ánh sáng. Kiếp sống lữ hành ngày đã qua đi rồi. Cõi thiên đường giây phút trong xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Xin dẫn đưa con về bên
đã đến. Đó là giờ phút mà người thân của chúng ta, là người ông, là người bà, người mẹ, người phụ và là người thân thương của chúng ta rời bỏ căn nhà về với Thiên Chúa, về với Tổ tiên. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đoàn nô tùy để thay mặt cho công dân, cho giáo dân làm nghĩa cử cao đẹp, đó là tiễn đưa linh cứu của cụ bà ra nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin mời bốn người con trai đại diện cho gia đình xin ra đón nô tùy. Xin mời ban nhạc cử bản. Để thay mặt cho toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Mười nên thành kính thắp nén hương trước. Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thu, bí thư chi bộ, lên đọc lời điếu. Gia đình đặc biệt kính thưa toàn thể sơ tăng, cô bà Maria Đào Thị Lộc, sinh năm 1938 tại thôn Khánh Hạ, xã Nam Thái, huyện Trịnh Ninh, tỉnh Nam Định. Cô sinh ra trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sau khi lớn lên đến năm 1958, cô đi xây dựng gia đình cùng với ông cụ Đặng Thị Nguyên, Đặng Văn Nguyên. Sinh ra được 6 người con, trong đó 4 người con trai, 2 người con gái. Cụ đã cùng với cụ ông xây dựng gia đình và đã có 6 người con. Cụ và cùng cụ ông đã xây dựng cho 6 người con an bề gia thất. Tổng cộng đến nay, trai gái đâu rẻ của cụ đã được 12 người con. 12 người con của cụ đã sinh thành ra được 38 người cháu, trong đó cháu râu rẻ. Và cũng đã, cụ đã có 22 chất ngộ ngoại. Trong cuộc sống của cụ cũng có nhiều gian nan vất vả để xây dựng công cuộc đổi mới của đất nước. Sau khi đất nước hoàn thống nhất, hòa bình, cùng cụ ông theo tiếng gọi của Đảng năm 1985 đi vào các thiên xây dựng vùng kinh tế mới 90, cụ lại cùng cụ ông chuyển về thôn 10, xã Hòa Linh để sinh sống và là một người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và luôn nuôi dạy con cái trưởng thành, cũng như con cụ luôn trang dạy cho con cháu phải biết chăm chỉ làm ăn. Cụ vừa là một người mẹ, vừa là người bà, người cô, suốt đời sống tuân thủ theo pháp luật của Đảng và nhà nước. Cụ đã luôn dạy dạy con cháu phải biết tuân thủ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đến nay cụ đã ra đi về với cõi vĩnh hằng với biết bao nhiêu nỗi đau thương của
tất cả bà con nhân dân trong thôn lối xóm. Cụ đã đi với một hết sức đột ngột đối với gia đình cũng như đối với toàn thể xã hội. Trong suốt cuộc đời sống để nuôi dạy các con các cháu, và hôm nay do căn bệnh tuổi già sức đã cao, tuổi đã cao cũng không qua khỏi được và chút hơi thở cuối cùng, và nơi vào lúc 14 giờ 14 phút ngày 29 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 8 tháng 2 năm Kỷ Mão, Quý Mão, để dành một phút tưởng nhớ về cụ. Giới thiệu người con trai của cụ sẽ thay mặt cho Thanh Quyến có đôi lời cảm tạ. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa ban nhân dân thôn cùng toàn thể các ban ngành thôn 10, kính thưa ban trùm cùng toàn thể cộng đoàn giáo khu 4, kính thưa quý ông bà thông gia liên gia, kính thưa quý cha bác nội ngoại, thân bằng quyến thuộc gần xa cùng toàn thể bà con lối xóm. Linh hồn Maria, người mẹ của chúng con, là một người mẹ, người bà, người cụ của các con, các cháu, các chất đã lặng lẽ chút bỏ thế gian ra đi về với Chúa. Đây là một sự mất mát đau thương với tang quyến chúng con. Kính thưa quý vị, từ khi mẹ chúng con lâm bệnh cho đến khi mẹ chúng con chút hơi thở cuối cùng, và cả trong những ngày tang lễ, chúng con đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, động viên. Vậy con xin thay mặt cho tang quyến gửi lời cảm tạ tri ân chân thành nhất đến ban nhân dân thôn, quý ông bà thông gia, liên gia cùng toàn thể bà con lối xóm. Cảm ơn ban đô tùy, hội kèn, hội trống. Cảm ơn ban tang lễ. Cảm ơn ban giúp kẻ liệt hỗ trợ tang quyến chúng con tổ chức hậu sự cho mẹ chúng con cách chu toàn và trang trọng cuối cuối, không tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ cho tang quyến chúng con. Sau khi an táng mẹ của chúng con xong, tang quyến chúng con xin kính mời toàn thể quý vị về tại tư gia của chúng con để dùng bữa cơm chia sẻ nỗi buồn cho tang quyến chúng con. Cuối cùng, con xin thay mặt cho tang quyến xin tri ân và cảm tạ hết mọi người. Con xin chân thành cảm ơn. Linh thiếu bà cụ ra nghĩa trang và tổ chức lễ an táng theo nghi thức tôn giáo tại nghĩa trang. Chúng tôi xin giao nhiệm vụ cho ban đô thủy. Thank you.
Chúa nhân từ, xin xót thương. Tương lai
dạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao rơi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đấng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống. Nguyện xin ơn sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang họp nhau nơi đây cùng với bà Maria mà Chúa mới gọi về hôm kia. Người bà Maria đây cũng là người thân của con. Thì bà con với bà đây là hai chị em gái, con là cháu, là người thân trong gia đình. Chắc chắn chúng ta thấy một người ra đi, chúng ta cảm thấy thương tiếc, cảm thấy mất mát và sự đau xót. Nhưng những đau xót đấy chúng ta có sự an ủi ở chính Đức Giêsu Kitô, Ngài đã phục sinh. Ai tin vào Ngài sẽ được sống và sống đời đời. Chứ gì người thân chúng ta ra đi không còn ở trần gian này nữa, nhưng chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ gặp được người thân ở với thiên đàng. Sau này chúng ta sẽ cảm nhận được rằng ta đang sống trong những ngày chay tịnh, ăn chay cầu nguyện và chuẩn bị bước vào tuần Tam Nhật Thánh. Đức Giêsu Kitô Ngài cũng đã chết và Ngài đã sống lại. Để sự sống lại của chúng ta biết tin tưởng, chỉ còn ít phút nữa thôi, linh hồn người bà Maria đây, thân xác của bà sẽ được chôn xuống lòng đất để trở về với cát bụi mà chúng ta đã được sinh ra. Cát bụi trở về cát bụi. Chúng ta hãy tin tưởng trên Chúa thương linh hồn Maria, đưa linh hồn về với Ngài. Và chúng ta cũng nhìn nhận thân phận chúng ta đầy yếu đuối. Xin Chúa cũng tha thứ và dẫn dắt chúng con đang còn trên đường dương thế này được tin tưởng biết phó thác cho Ngài. Giờ đây chúng ta thành Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tiên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại nhiều mầu nhiệm này. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn Maria đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được khấn hoan trôi dậy. Xin con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều này đã bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra lưu lạc xa Chúa. Vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước, chứ không phải vì đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và dù ở trong thân xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kính đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Chỉ còn sợ ai? Chúa chân luôn.
Là quy luật vì sinh hữu sinh tử, chết là cuộc trở về, sinh ký tử quy thiên. Còn đối với người Kitô hữu, chết là một cuộc trở về, trở về với bụi đất, trở về nhà Thiên Chúa. Chết là trở về với bụi đất, cho thấy thân phận hay nguồn gốc của con người. Quả thật, thân phận con người được dựng nên từ bụi đất, nên sẽ trở về với đất bụi. Đây là mặc khải của Kinh Thánh trong Cựu Ước. Điều này có lẽ không có gì là xa lạ và không khó chấp nhận đối với người một mai tôi về làm cát bụi. Cát bụi trở về với cát bụi là thân phận của con người, thì nó nói lên cái tiêu diệt, sự bế tắc và một hình phạt dành cho sự tội. Cùng dừng chân tại Hòa Linh đây, nơi đất thánh của hai giáo họ. Cuộc đời chúng ta thấy cứ đi và đi mãi, cuối cùng cũng phải dừng chân. Dừng chân trở về lòng đất. Cuộc đời của bà Maria chắc 85 tuổi, chắc cũng nhiều khó khăn vất vả, không có phương tiện như ngày nay. Có khi phải đi bằng tàu bè, đi bằng đôi chân của mình. Không có xe cộ như phương tiện như hôm nay, nhưng vẫn nuôi dạy con cái trưởng thành. Đoàn con, đoàn cháu nhìn ra cuộc đời của bà mà sống như thế nào. Bà chỉ các phép để cuộc hành trình đức tin không phải là chấm dứt tại đây, mà còn tiếp tục và tiếp tục mãi mãi. Chúng ta là những con người đang sống, nhìn vào bà Maria đang nằm trong cỗ quan tài bất động đây nữa, bà sẽ được chôn xuống lòng đất.
chúng ta không nhìn thấy cỗ quan tài bà đang nằm nữa, chỉ hình dung ra bà đang ở dưới lòng đất mà thôi, chết không biết lúc nào. Thế nên chúng ta hãy phó dâng cuộc đời chúng ta cho Thiên Chúa, để Ngài định đoạt làm chủ cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin cho Hội Thánh luôn trung kính rao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho người trong thế giới hôm nay. Ta cùng cầu xin cho Maria sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương đưa vào hưởng phúc nước trời. Chúng xin Chúa nhận lời chúng con. Con chưa xong lại thì coi chết, giờ đây xin Chúa thương xót nhận lời chúng con cần cầu, mà ban sức mạnh năng đời chúng con yêu hèn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cho tôi tơ Chúa là linh hồn Maria, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đơn cứu độ giàu lòng từ ai, sẽ nhận ra người là phi thông phan đầy lòng son thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những qua lễ này để trở lại cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện lâu mình siêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Và thế từ ngày sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lạy Chúa, xin cùng nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Maria, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Người với người và trong người, mà mọi danh sự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa là đứng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài.
xin thi hài cho thi hài người chị em chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn, sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng phẩm hàm. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người chị em chúng con trong tay Cha với niềm hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng ta cảm tạ, chúng con cảm tạ Cha về những ơn huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Chúa là bà Maria còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lời Chúa xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy Chúa xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng làn tu chiếu soi trên linh hồn Maria. Kính Cha, kính thưa quý thầy, quý sư, người mẹ, người bà và người cụ của gia đình đang quyến chúc con trong suốt thời gian dài năm trọng bệnh đã được quý cha, quý thầy, quý sư đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng gia đình chúng con. Đặc biệt, cha đã đến ban các phép di tích để mẹ là linh hồn Maria của chúng con được đánh nhận các phép di tích và ơn hạnh của Chúa. Gia đình chúng con xin hết lòng biết ơn. Kính thưa quý chị Hiền Mẫu, các đoàn Hiền Mẫu đã không quản thời gian đã đến dâng đầy ca tiếng hát và cầu nguyện cho linh hồn Maria để thánh lễ được thêm phần sốt sắng và long trọng. Gia đình chúng con xin hết lòng biết ơn. Hai đội nhạc kèn, đội trống, quý ông, quý anh đã không quản ngại thời gian đã đến chia sẻ sự mất mát đau thương của tang quyến cũng như phục vụ tiễn đưa linh hồn Maria là người thân của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng con không biết nói gì hơn, nguyện xin Thiên Chúa ban dồi dào sức khỏe xuống trên quý ông, quý anh và đặc biệt được bình an trong Chúa. Kính thưa quý cụ, quý cố, quý ông bà, cha bác, anh chị em gần xa giúp đỡ gia đình tang quyến chúng con trong những ngày vừa qua và tiễn đưa người mẹ, người thân của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý cụ, quý ông, quý bà, quý ông bà thông gia, niên gia và bạn bè gần xa được bình an và được mạnh khỏe. Gia đình chúng con xin hết lòng biết ơn. Vâng, một giây phút nữa thôi, linh hồn Maria là người mẹ của chúng con sẽ được chôn vùi trong lòng đất. Gia đình anh em chúng con xin thay lời cho mẹ của chúng con trong thời gian cuộc sống chắc chắn không thể hài lòng được quý ông bà, quý cố và anh chị em.
nếu mẹ chúng con có làm gì Phật ý quý cộng đoàn, chúng con, anh em chúng con xin thay mặt mẹ chúng con xin lỗi tất cả mọi người và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho người mẹ của chúng con. Và sau khi tiễn đưa mẹ chúng con đến nơi mồ yên mà đẹp, gia đình tăng quyến chúng con xin kính mời quý cha, quý sư, quý thầy cùng toàn thể anh em, cha bác, bạn bè gần xa về tại tư gia của chúng con để chia sẻ bữa cơm, chia buồn cùng tăng quyến chúng con để anh em chúng con tỏ lòng biết ơn. Về cầu nguyện cho mẹ của chúng con, ba tối kinh bắt đầu từ tối hôm nay vào lúc 7 giờ. Vâng, lần nữa chúng con trọng kính cha, kính thưa quý thầy, quý sơ, cùng toàn thể quý cố, quý cụ, ông bà, anh em, bạn bè gần xa một lần nữa. Trong những ngày tang lễ vừa qua, gia đình tang quyến chúng con chắc chắn không thể chu toàn được, còn thiếu nhiều, chắc chắn còn thiếu nhiều sai sót. Gia đình tang quyến chúng con rất mong được sự lượng thứ của quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn tham gia. Chúng con xin cúi đầu bái tạ. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mùa ba ngày, Chúa đã thánh hóa bẩn mô qua mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, căng bất phần mộ làm gia tăng điểm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh và trong ánh sáng quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa. Tôi thơ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vinh cửu trên trời. Chúa. Chị em này vào lòng đất, để thân xác ấy trở nên nơi bình phát xuân ra. Trước khi đó là đứng đầu tiên đã tự coi trên sông lại. Người đại xe tay tạo thân xác yêu hèn qua chúng con nên sông thân thể sang lang của người. Vậy chúng ta xin phó dân người chị em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào bình chôn bình an của Ngài, và cho thân xác người chị em này được sống lại trong ngày sau hên. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: ta là sự sống lại và là sự sống. Cầu xin cho người chị em chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro trên, xin lau sạch nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ trên sông lại, xin cũng thương cho người chị em chúng con được sống đời đời. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trông biết tông hôi, xin thương đưa người chị em chúng con về trời. Chúa đã cho người chị em chúng con được thanh thần nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ sự sức dầu thanh.
xin thương nhận người chị em chúng con và sô ca thanh và những người chúa tròn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong cái đường sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót tôi thơ Chúa đã qua đời mà cho người đã có lòng nguyện ước làm theo ý Chúa, không vì phạt bài vì những việc đã làm. Để như ở dưới thế đức tin sáng tạo đã liên kết tôi thơ Chúa với công đoàn tin hữu, thì trên trời lòng Chúa xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Con xin được thay mặt cho tất cả những người con trai gái râu rể, các cháu các chắt, giờ này thì chúng con không biết nói gì, làm gì, thể hiện gì để mà đáp lại cái tấm lòng thịnh tình của cha chủ sư cùng với tất cả mọi người. Thời tiết nắng như thế này, công việc bề bộn, nhưng đã dành một cái tình cảm rất là sâu sắc, đó là tiễn đưa người thân của chúng con ra nơi mồ cao mà đẹp. Xin Chúa trả công bội hậu cho cha cùng tất cả với các quý vị. Riêng gia đình chúng con thì không thể đáp lại và trả ơn được cho tất cả các quý vị. Cho nên chúng con xin Chúa thương thứ nhất tất cả mọi người đã quan tâm để đưa tiễn đưa bà ra nơi an nghỉ cuối cùng. Và sau khi an táng xong, chúng con cũng xin đại diện cho gia đình xin mời cha chủ sư cùng tất cả mọi người trở lại nhà tang để gia đình chúng con được nói lời cảm ơn. Và lạy Chúa
xin Chúa thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng hào hứng phút giây này không phải tàn.